Hòa Bình công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai. Theo thông tấn xã Việt Nam, ngày 21 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai gây sạt lở đất đá tại hai khu vực xóm Rài, xã Tuấn Đạo, huyện Lạc Sơn và xóm Răng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc. Cụ thể tại xóm Rài, sau hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua với nhiều đợt mưa lớn kéo dài, đã xuất hiện các vết nước sụt lún kéo dài khoảng từ 1 đến 3 mét, sâu từ 2 đến 3 mét làm ảnh hưởng 111 hộ với 539 nhân khẩu. Trong đó đã phải di chuyển khẩn cấp 60 hộ dân với 278 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến thời điểm hiện tại, các điểm nứt sụt lúng vẫn đang tiếp tục phát triển rộng thêm và có nguy cơ sạt trượt trên diện rộng. Ngoài ra, nhiều điểm đất nhão thành bùng, lúng và tạo thành hốc sâu khoảng 1-3 mét, nhiều diện tích rừng trồng và cây cối của nhân dân gãy đổ do mất kết dính tại xóm răng do ảnh hưởng mưa lớn có xuất hiện vết nước và tiếng nổ lớn tại đồi ao ớt phía sau xóm răng có nguy cơ rất cao sạt trượt xuống khu vực cụm dân cư ngay sau đó chính quyền địa phương đã di dời 14 hộ dân với 61 nhân khẩu nằm trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng cao đến nơi an toàn trước tình hình trên lãnh đạo tỉnh hòa bình yêu cầu các huyện lạc sơn và đà bắc tiếp tục triển khai các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai sẵn sàng nhân lực vật tư phương tiện kịp thời ứng phó khi có tình huống phát sinh xảy ra